Hello, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh của mình để trẻ khỏe Baby Combo Home nha. Cả nhà cứ hay hỏi là tại sao chị quay bên ngoại hoài không thấy quay bên nội. Không biết mọi người có giống như mình hay không chứ mà quay cái gì ở bên ngoại mình cũng thấy đỡ ngại hơn quay bên nội một chút xíu. Mặc dù các cô dì chú bác ở bên nội thì cực kỳ cưng tụi mình luôn. Không sao, ngày hôm nay nhân dịp là gia đình có đám giỗ thì cả nhà hãy cùng theo chân mình đi nha. Let's go. Sáng sớm 8 giờ rồi cái mặt còn thấy ghê không nè cả nhà. Lý do là tại bởi vì hai vợ chồng thức khuya để cho em bé uống sữa cữ 4 giờ sáng á, vẫn chưa cắt được cữ đó. Mình phải tiếp tục coi sách thôi. Đánh răng rửa mặt rồi tắm nước nóng để cho tỉnh táo lại cái nào. Không xong rồi cả nhà ơi, cái bọng mắt vẫn còn rất là to luôn, đành phải che nó lại thôi. Che. Tiếp theo sẽ là đi rửa bình cho tên em bé cùng chung với lại cái bình vắt sữa. Bình thường thì buổi tối khuya là anh xã sẽ nhận lãnh nhiệm vụ này. Chuẩn bị đi chơi nên phải cho sữa vào trong bình để đem đi theo thôi nào. Tắm rửa thay đồ chơi tới em bé rồi chọn một bộ quần áo thiệt là thoải mái. Xoa bởi vì em bé đang bị chậm sữa nên mình phải dưỡng da. Rồi nè, loay quay cuối cùng cũng xong rồi, bắt đầu chuẩn bị lên đường thôi. Sau khi đi một lúc thì sẽ đến nhà của bà cố. Mình sẽ đón bà cố đi theo chung đi qua nhà ông cậu nha. Hôm nay đám giỗ sẽ được tổ chức ở nhà ông cậu hai của tụi mình. Có một cái hồ thiệt là bự với thiệt là nhiều cá koi mà cũng có nhiều bóng cây lắm, cho nên mát ơi là mát. Mình cho tên em bé đi tìm hiểu khắp nơi. Mà công nhận ở mỗi nơi thì có một cái sự khác biệt ở giữa vùng miền nè. Thí dụ như ở bên ngoài thì em của mẹ sẽ được gọi là cậu, còn ở bên nội thì anh của mẹ cũng được gọi là cậu luôn. Còn cả nhà thì như thế nào, hãy comment xuống bên dưới cho mình biết với nhé. Đây là lần đầu tiên tên em bé và mình được nằm võng cho nên là rất là thích thú luôn, nằm chơi làm chơi. Còn đây xin giới thiệu là bà mẹ chồng xì tiên xì khói của tôi. Trước khi mình qua thì đã có mẹ mợ rồi chị đã làm hết rồi. Bây giờ mình nhìn vô trong sẽ có món gì nha. Có thịt kho trứng nè, canh khổ qua và thật là nhiều món nữa. Có hai bàn tất cả, một bên là bàn chay, còn một bên là bàn mặn bởi vì các bà sẽ ăn chay nè. Có món đậu nấm chay này là hấp dẫn kinh khủng luôn, rất là nhiều món nấm nữa nè. Đó, mình đi qua mình ăn ké bởi vì mình có thể vừa ăn mặn vừa ăn chay được luôn. Cái viên chả này nó siêu ngon luôn cả nhà, dai dai mà bên trong còn có cái sợi sợi gì như là rau bắp á, không biết là gọi là cái gì nữa nhưng mà trơn quá, ăn gấp hoài không có được. Thôi đổi qua ăn gỏi cuốn chay, cái món này cực kỳ thích luôn nha. Nước tương của nó cũng xuất sắc, bây giờ nhắc lại mà còn thấy ngon nhất nách đây nè. Đây, bàn mặn có cái món này không thể bỏ qua, chính là cá hấp Hồng Kông thì phải. Hình như là cá mú rất là ngon, con này tươi dữ lắm luôn mọi người. Còn có cả vịt quay và mấy cái món mà mình ăn hoài không biết chán nữa. Rồi bây giờ thì cả nhà sẽ cùng vô một cái và hãy thưởng thức thôi. Công nhận nha, cái vịt quay này á mà ăn chung với lại bánh bao chay chấm với cái nước tương xí muội này là số dách luôn. Ăn xong thì cô Bô tính cái đoạn là đòi chơi đồ chơi. Không có đồ chơi gì ở bên đây hết trơn thì ổng nhìn thấy cái hồ cá koi ở đằng sau nhà, hai hồ lận. Đây mấy em này nhìn mập mạp rất là đáng yêu, ổng đòi cho ăn miếng. Chán rồi, đòi đi xuống chơi. Tưởng là cậu sẽ la, ai ngờ đâu cậu còn tạo điều kiện cho ổng xuống bơi bì bởm, có chịu nổi không?